Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa làm việc với các phòng ban liên quan và các nhà vườn để chấn chỉnh hoạt động du lịch trên địa bàn. Mặc dù đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các điểm du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc niêm yết giá chưa đồng nhất, văn hóa ứng xử, giao tiếp, thái độ phục vụ đôi lúc còn thiếu tính chuyên nghiệp. Tại buổi làm việc, các nhà vườn cũng đưa ra các biện pháp và kiến nghị khắc phục một số khó khăn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị các nhà vườn nghiên cứu đưa ra các sản phẩm độc đáo riêng tạo sự phong phú cho du lịch Phong Điền, phối hợp thực hiện tốt khâu thông tin tuyên truyền, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho du khách. Trong quý 1 năm 2022, các khu di tích và các điểm vườn du lịch trên địa bàn huyện Phong Điền đã thu hút 258.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, tổng doanh thu ước đạt trên 96 tỷ đồng.